Con chó mới tên Fido được anh Bưởi nhập về. Trước đây Thuận nuôi là con chó rất nhát, khi nhìn thấy roi là sẽ sợ mà hoảng loạn. Con này nếu như con chó đã tập câu lạc bộ rồi thì sẽ được cần hành yên rất tốt, nhưng con này cần tăng một lệnh súng, không cần hành yên.